So what? D-A-T-M-A-N-I-A-Z. Love my family and I'm Z. FFF em mình phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. Cất giam gì nhắc tới tên BDP ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao ba VD. Repeat FFF em mình phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. Cất giam gì nhắc tới tên BDP ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao ba VD. Chiếc mắt cười mà nó dậy đầu rap với nhạc lan man phát ngán chán đáng vài đồng. Thì nó không thiết rap cho cái thằng mất dạy mà vẫn lang thang cứu ráng vài dòng. Mà nó không bằng một gốc cô đứa biết đây là rap với lắp hay và tá được nhạc mà có là đỉnh tao vẫn đắp ngay vào tháp. This town là vì sao không có cửa ra trong đổ vào mày vẫn nằm trong đó nữa. Không có lửa nhưng vẫn có khó và tao cũng đâu cần phải giết trong hình có bị thật mắc cười nhưng mà chưa nhọc bằng tao gãi đít nghe giải thích thứ nhạc mà chiếu tồn tại hay từ là dơ bẩn mày mơ lẫn năm thần mới được câu nhạc từ nha thơ thẩn. Tôi nói nó vài câu cái ai nói diss luôn người ngoài thấy lên mạng thì toàn bị chửi nhưng mà chú vẫn nhai răng ra cười hoài. 10 thì đủ hết 10 bài thật hài mày đánh lắm nên còn biết nhiều cuộc đời rap cách tất bật hoài mà canh sao mà chật ngày cứ việc mà ướp cho tao lật bài trên phật đài cái G.O.D. cho mình là cà thí trong cái sảnh rồng bệnh viện hay cùng chống và cái đám tụi mày lãnh phòng ngông. FFF em mình phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. cất giam gì nhắc tới tên VDT ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao bao VD. Repeat FFF em mình phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. cất giam gì nhắc tới tên VDT ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao bao VD. Ba là một người lính không bao giờ ngã cái khi bệnh tật kéo đến với con 19. Ba ta cho con biết những gì bằng thường ngoài đó hay mong đàn bay gì đâu bạn hay thù ai và đương nhiên người chết ngày có ngày không cho nên những người ta cả xuống điều mà đã muốn thấy được câu chuyện và tất cả những thể con đóng nên tất cả cuốn đứng trong chơi và cô vẫn không quên chuyện kể trong đêm những người bạn và đã mất trong một giấc ngủ dài không bước và nó không thêm lớn ngăn người giết nhau mình tìm người khác và đã sau đắt đá chuyện ván sát cán người mình giấu mát vẫn như xưa chứ nó không thay đổi theo lời những cái phát lát lần đầu tiên cho tất cả lần sau một chút phép màu không cần đâu mãi mãi những câu chuyện sẽ luôn được gần nhau như ba đang cầm và đôi tay cho cô viết lên từng vần và từng câu còn sống cho ta còn tranh đấu có bên hơi thích hợp cho bản thân mình nếu sống văn minh sang cho đang nên tìm cho bên được khóc mình yêu đời cố xem thân ta như đời an sinh mọi thứ trong mắt mà cho nó thấy một chút tương lai bình yên dù không bao lâu của cuộc sống và ta không chắc là sẽ tồn tại được lâu trong cuộc sống một màu trong vắt thà chứ tôi thấy màu sắc của cuộc sống. FFF em mệt phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. cất giam gì nhắc tới tên BDP ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao bao VD. Repeat FFF em mệt phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. cất giam gì nhắc tới tên BDP ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao bao VD. Đúng tên là sang trong G.O.D. nó có xin mày dạy cho chuyện nhưng mà đúng tình tiết là mày dạy được gì rồi giờ đi nói vậy sao biết chứ tao kêu mày dạy tao cách hoàn tử và mộng du cái họng du không bao giờ câm đây được giờ đã cộng ngu thằng khùng trên này còn chậm với khanh mà như người rừng trong khu trưng bày hay còn la lẫm với tranh há thằng khùng lại còn tự tin là chú tại hồ chết mẹ mày ra vừa đụng thằng mấy cái đinh và búa mày cứ đuổi theo tao như chỉ thấy được ánh đèn sau xe mà cứ việc quá cho nát cái họng như cứ bấm kèn tao đâu nghe yeah chín đồ letter mày cũng nó thấm sao cứ thích quay xe người không liên quan mà gắn vậy ha mắm biết mày gay lắm ra cho chúng đắm rồi ăn xôi tao chỉ cần lên đạn súng nhắm rồi săn voi câu chốt đập con ruồi bằng búa trên tay tao không cần câu chốt nhỏ như mày chỉ cần ngồi chơi trên tay tao không cần FFF em mình phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. cất giam gì nhắc tới tên VDT ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao bao VD. Repeat FFF em mình phạm for free. Đừng cho sẵn tao với G.O.D. cất giam gì nhắc tới tên VDT ha. Thôi đi IG ông nội G.O.D. vì tao bao VD. Đến với lớp dạy sủa SSK 1 triệu một tháng bao hành nghề khi ra trường bạn có thể chửi từ cha mẹ đến tất cả những người xung quanh lần sau mà mày còn kéo người không liên quan như vậy nữa thì tao đéo có rep mày đâu.